Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Ta Sa mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, Ta Sa xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự. Đêm tân hôn, mẹ chồng đuổi chồng tôi ra ngoài, nghe lời bà nói mà tôi vội vàng cảm ơn. Khi hai vợ chồng tôi chuẩn bị đi ngủ thì mẹ chồng gõ cửa, đuổi ông xã tôi đi ra ngoài, rồi ngồi tâm sự riêng với tôi gần một tiếng đồng hồ. Đó là những lời mở đầu cho dòng tâm sự thứ nhất. Và sau đây, Ta Sa xin được phép đến với nội dung chi tiết của câu chuyện. Tôi và anh yêu nhau từ hồi đại học. Sau khi ra trường được một năm thì chúng tôi bàn đến chuyện cưới xin luôn. Ban đầu bố mẹ hai bên cũng cấm cản, vì ai cũng cho rằng hai chúng tôi còn quá trẻ, chưa có công ăn việc làm ổn định thì chuyện cưới xin nên thư thả một chút. Nhưng tuổi trẻ mà, chúng tôi nào có nghe tính chuyện dính bầu trước để ép bố mẹ hai bên phải làm đám cưới cho. Giờ nghĩ lại, thấy hồi đó sao mà suy nghĩ đơn giản và nông nổi quá. Cuối cùng thì tôi cũng dính bầu và được tổ chức đám cưới. Ngày đưa dâu, bố mẹ tôi khóc như mưa vì sót con gái, bởi họ sợ tôi làm dâu khi tuổi còn trẻ, chưa chín chắn như thế này thì sẽ khó sống chung với nhà chồng, rồi chuyện tôi dính bầu trước sẽ bị thiệt thòi và coi khinh. Nhưng lúc đó tôi nào có nghĩ sâu xa như vậy, ngược lại tôi còn tươi cười hạnh phúc vì đạt được mục đích. Vì vừa dính bầu vừa làm đám cưới nên tôi rất mệt mỏi. Tối đến khi xong việc thì vợ chồng tôi vào phòng và ngủ luôn. Nào ngờ khi chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, chồng tôi khó chịu bước ra mở cửa. Đó là mẹ chồng tôi, bà vội đuổi chồng tôi ra ngoài rồi đi vào phòng để tâm sự riêng với tôi. Gần 11 giờ tối rồi mà mẹ còn muốn nói chuyện gì nữa đây? Hay là lại đưa ra mấy nguyên tắc làm dâu như sáng phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cơm nước, đi về nhà ngoại là phải xin phép nhà chồng, nếu mẹ chồng đồng ý thì mới được về. Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi, mấy chuyện mẹ chồng chèn ép nàng dâu tôi cũng được thấy kha khá trên tivi rồi, chẳng lẽ nào mẹ chồng tôi cũng như vậy? Thú thật mà nói, trước khi về làm dâu, tôi cũng chỉ mới gặp mẹ chồng được đôi ba lần, nhưng lần nào bà cũng tiết kiệm lời nói với tôi, trong bà có vẻ khó tính nên tôi cũng hơi sợ. Lúc chuẩn bị về nhà chồng, tôi đã chuẩn bị tâm lý trước về chuyện này. Mẹ ruột tôi cũng dặn dò nhiều lắm, nhưng khi lúc mẹ chồng tiến vào phòng đêm tân hôn, tôi vẫn có chút lo sợ trong lòng. Lúc này, mẹ chồng tiến đến bên giường rồi lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thương à, giờ con đã làm con dâu của mẹ rồi, có đôi điều mẹ muốn tâm sự trước với con. Con à, làm bố làm mẹ, ai cũng mong muốn con cái mình được hạnh phúc và bình an. Con sắp làm mẹ rồi, thì sau này con sẽ hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Trước mẹ không cho hai đứa cưới, không phải là vì mẹ ghét bỏ gì con đâu, mà mẹ thấy hai đứa còn quá trẻ. Nhưng giờ hai đứa đã cưới nhau rồi, thì mẹ sẽ coi con như là con gái, mẹ sẽ không phân biệt con dâu hay là con rể. Thằng Khánh, tính nó còn ham chơi và trẻ con, nên con phải quản lý nó chặt chẽ vào. Thu nhập của hai đứa cũng nên quy về một mối để cho dễ quản lý. Hai đứa sống với bố mẹ cũng không cần phải đưa tiền sinh hoạt gì đâu. Bố mẹ có lương hưu nên không lo thiếu tiền. Hai đứa nên để tiền để lo cho con cái sau này. Mà mẹ bảo này, con ấy có cầm lương của chồng thì mỗi tháng cũng nên cho nó một khoản chi tiêu. Mà bản thân con cũng cần phải có quỹ đen nữa. Cái khoản đó sau này mà nhà ngoại có chuyện gì cần tiền thì mình sẽ chuyển luôn, đỡ phải báo cáo với chồng mà phiền phức, rồi nhỡ xảy ra xung đột vợ chồng. Làm vợ là phải khôn khéo con à. Con cũng đừng trách mẹ hôm nay nói nhiều, vì hai đứa còn quá trẻ nên mẹ sợ sau này xảy ra mâu thuẫn gì, nên hôm nay mẹ mới nói thẳng ra luôn. Những lời mẹ nói khiến tôi há hốc kinh ngạc, và tôi vỡ lẽ ra nhiều điều nên tôi vội vàng cảm ơn bà. Tôi không thể ngờ mẹ chồng lại dặn dò tôi kỹ như vậy. Đến mẹ đẻ tôi còn chưa bao giờ dạy tôi cách giấu quỷ đen với chồng. Đáng nhẽ những lời này nên là mẹ ruột dặn con gái khi đi lấy chồng mới đúng.
còn mẹ chồng tôi thì lại làm ngược lại. Đêm đó mẹ chồng nàng dâu tâm sự gần một tiếng đồng hồ, mãi tới khi chồng tôi đập cửa thì mới chịu thôi. Trước lúc ra khỏi phòng, mẹ chồng còn dặn tôi mai muốn ngủ tới khi nào thì ngủ, không cần phải dậy sớm làm gì. Mẹ còn hỏi tôi muốn ăn gì thì cứ bảo với bà để bà nấu cho. Thế đấy mà mọi người cứ nói mẹ chồng ghê gớm lắm, mẹ chồng tôi thì đâu có như vậy. Hay là do tôi may mắn tốt số nên mới gặp được mẹ, được làm con gái của mẹ. Đến giờ tôi đã làm con dâu của mẹ được 3 năm rồi, tình cảm mẹ con cũng rất tốt, gần như chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì cả. Mỗi sáng dậy, mẹ đã chuẩn bị sẵn cơm trưa cho tôi mang đi, chiều về thì cơm nước đã xong xuôi, con cái thì đã được mẹ cho ăn và tắm rửa xong cả rồi. Nhà cửa cũng chẳng cần phải dọn dẹp, nên gần như tôi không động tay động chân gì cả. Ngược lại, tôi cũng thường xuyên mua quà tặng mẹ, khi thì bông hoa, khi thì cái áo, cái quần. Nhỏ thôi, nhưng mẹ tôi vui lắm. Mẹ con tôi chẳng ngại nói lời yêu thương nhau, chẳng tiếc lời khen dành cho nhau, khiến chồng tôi đôi lúc cũng phải ganh tị, vì anh luôn bị mẹ cho ra rìa. Riết rồi không biết ai mới là con ruột của mẹ luôn. Cho nên, không phải mẹ chồng nào cũng khó tính, khó chịu đâu các bạn nữ à. Dòng tâm sự thứ hai, đêm tân hôn, chồng đưa ra đề nghị bất ngờ, làm vợ trở tay không kịp. Chồng tôi nói thẳng, nếu tôi không nghỉ làm thì mảnh đất này anh ta sẽ không bao giờ cho tôi đứng tên sở hữu. Chồng tôi thường được mọi người gọi đùa là đại gia bất động sản, gia đình anh kinh doanh đất đai nên rất giàu có. Tôi là thu ngân ở quán nhậu mà chồng tôi và bạn bè hay ghé tới. Thái độ vung tiền như nước của anh đã khiến tôi chú ý đến. Nhưng lúc đó tôi thích anh không phải vì tiền mà là vì cách nói chuyện hài hước, hóm hỉnh mà thâm sâu. Sau khi ghé quán được vài lần thì anh theo đuổi tán tỉnh tôi và tôi đã đồng ý. Dù có người yêu giàu có nhưng tôi vẫn không nghỉ việc ở quán, bởi công việc của tôi là thu ngân, chỉ đứng quầy tính tiền cho khách chứ không phải vất vả bưng bê hay dọn dẹp gì cả. Tôi làm cũng lâu năm nên mức lương cũng được hậu hĩnh hơn những nhân viên khác. Tuy nhiên, chồng tôi không thích tôi tiếp tục làm việc ở đây nữa. Đêm tân hôn, anh cầm ra 4 cuốn sổ đỏ, rồi bảo tôi cứ tùy chọn một cuốn, rồi anh sẽ sang tên cho tôi. Nhưng với điều kiện tôi phải nghỉ việc ở quán nhậu để toàn tâm lo cho gia đình. Tôi chần chừ hỏi lại, nếu tôi không nghỉ việc thì sao? Anh nói thẳng sẽ không cho một tài sản nào cả, bởi quán nhậu là nơi phức tạp. Tôi đã có chồng thì không thể tiếp tục làm việc ở đó nữa. Anh không muốn bị bạn bè dị nghị và chê bai. Chồng nói thế làm tôi tủi thân kinh khủng. Nếu lấy tôi khiến anh bị bạn bè chê bai, thì tại sao anh còn mạnh dạn theo đuổi tán tỉnh rồi cầu hôn tôi làm gì? Tôi đồng ý sẽ nghỉ việc ở chỗ cũ, nhưng sẽ xin làm việc ở một chỗ mới và kiên quyết không chịu ở nhà để hầu hạ và chờ đợi chồng. Chồng tôi vẫn không chịu vì anh cho rằng tiền anh kiếm ra đủ để chúng tôi có một cuộc sống dư dả. Tôi là vợ thì không cần phải đi làm gì nữa. Chúng tôi nói qua nói lại vài câu thì thành ra cãi vã. Chồng tôi bực tức mắng tôi là cứng đầu thiển cận. Tôi cũng buồn bã nên quay lưng vào tường mà khóc. Giờ tôi có nên nghỉ việc không đây? Như vậy là Tasa vừa mới gửi đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những chia sẻ, có những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa Tasa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Xin mến chào và hẹn gặp lại.